Trong tập trước, Phi Thiên Ô Ma của thần tộc nhận thấy được tiềm lực của Phương Hàn, muốn dụ hắn gia nhập thần tộc, nhưng bất thành. Sau đó, Phương Hàn tu luyện Đại Luân Hồi Thuật ghi trên Luân Hồi Chi Bàn, còn có các loại thần thông khác, hợp thành Chư Thiên Luân Hồi, cuối cùng đem Luân Hồi Chi Bàn thần bí dung nhập vào Bát Bộ Phủ Đồ, khiến cho tất cả thế giới trong kiện pháp bảo này trở thành thế giới đầy đủ. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Hai lần liên tục trùng kích, từ thiên tiên đến thần tiên, Phương Hàn cũng mất không cần nhiều thời gian, đều do tích xúc hùng hồn cộng thêm ngoại lực bổ sung cùng kỳ ngộ mà tu thành. Nhưng mà từ thần tiên đến huyền tiên, đây là cảnh giới nhảy vọt về chất, nhất định phải có biến hóa nghiêng trời lệch đất mới có thể biến thần thành huyền. Tu luyện Chư Thiên Luân Hồi trên mặt Luân Hồi Chi Bàn vẫn không đủ để Phương Hàn tấn chức. Ta cứ tiếp tục như vậy, tự mình tham ngộ đạo lý khổ tu ngàn vạn năm chỉ sợ cũng không thể tu thành huyền tiên, bởi vì ở trong thế tục không có khả năng hấp thu nguyên thủy chi khí, nhất định phải đi tiên giới tu luyện. Chẳng qua nếu như ta có thể khiến toàn bộ Tam Thập Tam Thiên chí bảo tấn thăng làm tiên khí, giết chết vài đầu huyền tiên, nhờ vào cướp đoạt pháp bảo, lực lượng lột xác có lẽ có thể nhất cử tu thành, như vậy mới có thể chống lại đại nhân vật của thiên giới. Tuy tu vi tăng mạnh, thế nhưng sau khi thấy vị đại nhân vật trên vô cực đại thế giới, Phương Hàn rất sâu cảm nhận được tu vi của mình vẫn chưa đủ, tất yếu phải làm cho cảnh giới tăng lên. Hắn biết, đại nhân vật thiên nhân buông xuống, khẳng định sẽ truy sát mình và Phương Thanh Tuyết, mình đã bị tiên giới truy nã. Phương Thanh Tuyết lại là điện mẫu thiên quân chuyển thế, là người đánh cắp vận mệnh, hiện tại đang trong tình huống cực độ nguy hiểm, bốn phía đều là địch, thần tộc cùng thiên giới đều là địch nhân, một khi xử lý không tốt sẽ lâm vào tử đạo, nhưng mà nếu xử lý tốt chuyện này là có thể tiêu diêu tự tại, không còn vướng bận, con đường đi thiên giới càng thêm rộng lớn, trong thế tục cũng chỉ là một vũng nước nhỏ, mà thiên giới chính là biển lớn mênh mông, mặc cho chân long ngao du. Hừ, có tin tức của Linh Lung Tiên Tôn. Đột nhiên lúc này thân thể Phương Hàn chấn động, đại nhân quả thuật vận chuyển, tựa hồ như cảm nhận được tin tức của Linh Lung Tiên Tôn, cho nên hắn liền vung tay lên, từng phiến không gian bị xé nứt, trực tiếp xuất hiện một thông đạo. Hắn vừa sải bước tiến vào thông đạo, đã thấy vô số nguyện vọng chi lực tràn ngập trước mặt, tạo thành tịnh thổ. Bọn người Linh Lung Tiên Tôn đang ở trong đó, tựa hồ như cũng đang tìm kiếm hắn. Di Bảo đứng ở bên cạnh Linh Lung Tiên Tôn, từng đạo tiên khí quấn quanh người, pháp lực khổng lồ vận chuyển. Phương Hàn nhìn thoáng qua, không ngờ phát hiện phân bảo nham của nàng đã tu thành tiên khí. Phân bảo nham muốn tu thành tiên khí, tất yếu phải giết vô số thần tiên đem vào trong đó luyện hóa mới có thể bù lại lượng pháp tắc tiên đạo bị tổn hao. Như vậy nhất định là Di Bảo đã chiếm được bảo tàng trong Phiêu Miểu Chi Khố. Trông thấy Phương Hàn bay tới, hạ xuống nguyện vọng chi địa, thần sắc của Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, mà Di Bảo lại mừng rỡ vạn phần. Sao rồi? Các người đã chiếm được Phiêu Miểu Chi Khố chưa? Phương Hàn vừa đáp xuống đã lên tiếng hỏi. Được rồi, Phiêu Miểu Chi Khố xuất thế, chúng ta bằng vào Phiêu Miểu lệnh tiến nhập vào trong đó. Rất nhiều thần tộc, còn có tu sĩ tới cướp đoạt, thế nhưng đều bị chúng ta chém chết, hàng phục. Chúng ta thuận lợi cướp lấy tòa bảo khố này, nhưng mà có vài món pháp bảo thần bí trong đó cư nhiên bị cỗ lực lượng của vô cực đại thế giới triệu hoán bay về mất. Di Bảo oán hận nói, ta có thu được một số thi hài thần tiên trong đó, sau đó dùng để tu bổ một số đại trận trong phân bảo nham, rốt cuộc cũng khiến kiện pháp bảo này biến thành tiên khí. Không thể tưởng được ta cũng tìm được một khối tàn phiến tạo hóa thần khí trong Phiêu Miểu Chi Khố, dung nhập vào thân thể, rất nhanh có thể đột phá tới cảnh giới thần tiên. Sắc mặt Nhân Hoàng Bút không chút biểu tình, tu vi càng thêm thâm hậu, thực lực của hắn tuy vẫn như cũ là thiên tiên, thế nhưng lại giống như Phương Hàn, có thể giết thần tiên. Mà từng đạo tiên khí trên người Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân lại mang theo lực lượng khổng lồ không ngừng sôi trào, hiển nhiên cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt, còn có Thiên Hoàng Kính cũng lập lòe, không ngờ cũng biến thành tiên khí, nhất định là chiếm được rất nhiều chỗ tốt trong Phiêu Miểu Chi Khố. Phương Hàn, người đã luyện thành Chư Thiên Luân Hồi, tu thành Đại Luân Hồi Thuật. Linh Lung Tiên Tôn nhìn Phương Hàn một hồi, sau đó nói, trên người của ngươi tại sao có khí tức đại la, tu vi của ngươi lại tăng vọt một cách không thể tưởng tượng nổi a. Không có gì, là ta chiếm được chân tàng của Thiết Huyết Tiên Phủ. Phương Hàn truyền thần niệm tới, liền đem chuyện mình chiến đấu cùng thần tộc, sau gặp Thiết Huyết Tiên Phủ xuất thế, phần thân của Thiên Phi Ô Ma buông xuống kể rành mạch lại một lần, thi hài của Bán Kim Tiên đại năng. Linh Lung Tiên Tôn cũng thoáng chấn kinh, sau đó thủ trưởng của nàng khẽ lật, trên lòng bàn tay xuất hiện từng mảng tiên vân tựa hồ như ở một không gian dị độ khác, đang vây quanh một tòa bảo khố hư vô mờ mịt, bảo khố này chìm nổi bất định, không biết là pháp bảo hay là đại trận, trong đó ẩn chứa vô số huyền bí. Đây là bản thể của Phiêu Miểu Chi Khố, bị ta chế trụ, nhưng mà bảo tàng trong đó đã bị chia cắt không còn, đáng tiếc chính là vài món bảo bối thần bí trong đó bị người thi triển đại pháp lực thu đi. Ta cũng đã thu được Hồng Vân Tiên Phủ. Trên bàn tay của môn chủ Thiên Trì Phái, Tấn Tú Nhi cũng xuất hiện từng mảnh hồng vân, lượn lờ xoay tròn, một tòa tiên phủ chìm nổi xuất hiện, trong đó có một kiện tiên khí di lưu lại của Hồng Vân Tiên Tôn, Cửu Hồng Vân Hồ Lô, xin minh chủ phân phối. Mọi người đều có cơ duyên, Trong đại kiếp này ai thu được pháp bảo tựa sẽ là của người đó, Phương Hàn ta tuyệt không giữ lại. Phương Hàn phất phất tay, Hồng Vân Tiên Phủ là của Thiên Trì Phái các ngươi, ta sẽ không cướp đoạt của các ngươi. Đa tạ trưởng môn, Tấn Tú Nhi cúi người nói, Bồ Đề Tiên Phủ, Phá Quân Tiên Phủ, Đô La, Thánh Giả, bốn đại tiên phủ này đều bị người ta chiếm đi rồi. Phương Hàn lắc đầu nói, khí vận của chúng ta còn chưa đủ, Phiêu Miểu Chi Khố còn bị mất vài món bảo bối trọng yếu, nhất định là thủ đoạn của đại nhân vật Vô Cực Đại Thế Giới. Đây cũng là chuyện tình mà chúng ta không lo nổi, bây giờ duy nhất chỉ còn Hồng Mông Bí Tàng, không biết đã xuất thế chưa. Linh Lung Tiên Tôn, người đã từng tiến vào trong bí tàng thần bí này, chắc hẳn đã được Hồng Mông đạo nhân chỉ điểm gì đó. Hồng Mông Bí Tàng chân chính là tại thiên giới, cũng không có ở trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên nói, ta đã tới Hồng Mông Bí Tàng, thật ra chỉ là một tòa tiểu bảo khố do Hồng Mông đạo nhân lưu lại, đã được ta lấy đi. Nếu tiến vào được Hồng Mông Bí Tàng tại tiên giới, sẽ có manh mối về Vĩnh Sinh Chi Môn. Nói cách khác, hiện tại thất phủ, tam khố hoàn toàn lộ diện rồi. Phong Bạch Vũ nhíu mày, quả thật là như vậy. Linh Lung Tiên Tôn gật gật đầu, hiện tại tình cảnh của chúng ta phi thường nguy hiểm. Phương Hàn, nhất là Phương Thanh Tuyết, hai người các ngươi chính là nhân vật mà thiên giới nhất định phải bắt. Ngươi phải quan sát hết thảy Vô Cực Đại Thế Giới, đại nhân vật kia tùy thời đều có thể buông xuống. Một khi buông xuống, thần uy mênh mông, mang theo đại thế giới chi uy, đại quân tiên giới cuốn đi tất cả vũ trụ. Ngươi có biện pháp ngăn cản không? Không có. Phương Hàn lắc đầu, ta chỉ có thể ẩn núp, hiện tại cũng vô pháp câu thông với Phương Thanh Tuyết. Bất quá ta đã nghĩ thông suốt, ta giống Phương Thanh Tuyết, đều là người mà thiên giới nhất định phải bắt. Ở cùng các người nhất định sẽ gặp tai họa, cho nên chúng ta nhất định phải tách ra. Linh Lung Tiên Tôn cũng có thủ đoạn thông thiên, có thể biến nguy thành an, hơn nữa các ngươi cũng không bị thiên giới truy nã. Hiện tại ta có thể phó thác cho ngươi một việc, có phải phó thác cho ta chiếu cố Tạo Hóa Môn hộ ngươi? Linh Lung Tiên Tôn há lại không rõ tâm tư của Phương Hàn. Đúng vậy, ta tranh đấu cùng đại nhân vật của tiên giới, rất nguy hiểm, nếu mang theo đám người Tạo Hóa Môn, chỉ sợ trong lúc tranh đấu, toàn bộ sẽ bị diệt vong. Hiện tại ta sẽ phó thác toàn bộ tu sĩ trong 3000 thế giới của Bát Bộ Phủ Đồ, Lục Đại Môn Phái, Ma Đạo Ngũ Tông cho ngươi. Đột nhiên lúc này ý niệm trong đầu Phương Hàn khẽ động, một thông đạo vũ trụ cự đại dần dần mở rộng, đại môn 3000 thế giới xuất hiện trước mặt Linh Lung Tiên Tôn. Là ngươi muốn ra trận, liều chết đấu một trận, thoát khỏi lần đại kiếp nạn này, ngươi chính là người hùng. Linh Lung Tiên Tôn cũng không chậm trễ, duỗi tay ra, lập tức vô số cự phách của các đại đế quốc, còn có Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Nguyên, Hạc Tiên Tử đều bị Linh Lung Tiên Tôn câu lên, đưa vào trong Phiêu Miểu Chi Khố trên lòng bàn tay. Thậm chí Phương Hàn còn cảm nhận được rất nhiều thần linh do mình nuôi dưỡng, cổ thiên ma cũng đều được dẫn đi, cả Bát Bộ Phủ Đồ, Tam Thập Tam Thiên thế giới cũng biến mất sạch. Hơn nữa vô số thần thông quả, trường sinh quả, đan dược, pháp bảo, phù lục cũng đều bay lên trên lòng bàn tay Linh Lung Tiên Tôn. Hiện tại Phương Hàn hiển nhiên không dùng được những vật này, hắn mang theo tấm thân thoải mái chuẩn bị đối phó với đại kiếp sắp tới. Lại có một món trong Tam Thập Tam Thiên trí bảo ngưng luyện thành công, Thâu Thiên Trảo, móng vuốt chộp vào hư không, bắn nhấp thiên cơ trên thiên giới, trộm lấy các loại huyền diệu. Sau khi thoáng luyện chế, trong thân thể của Phương Hàn một lần nữa sinh ra lột xác, lại sinh ra cảm ứng với thứ gì đó trong chỗ tối tăm mà quy tắc tiên giới không có chút tác dụng cản trở gì. Thậm chí Phương Hàn còn cảm nhận được, cho dù hiện tại chính mình tu luyện tới cảnh giới huyền tiên, vận dụng một bộ phận lực lượng cũng không bị quy tắc thiên giới cưỡng chế phi thăng. Hiện tại Phương Hàn đã tu tới cảnh giới thần tiên, mỗi thời mỗi khắc thiên giới đều tuôn ra tiếp dẫn, quấn quanh linh hồn hắn, loáng thoáng gây cho hắn chế ước thật lớn, khiến hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, dường như dùng một sợi tóc treo một thanh kiếm, tùy thời cũng có thể rơi xuống. Đây là một loại chế ước cường đại của thiên giới đối với thế tục. Thế nhưng Thâu Thiên Trảo đã luyện thành, tùy thời tùy khắc bắn nhấp chộp lấy tiếp dẫn chi lực, quấn quanh bàn tay, khiến cho tiếp dẫn biến thành từng đạo lưu quang ngũ sắc sáng chói, trận trận tiên âm tựa hồ như có tiên nhân bạch nhật phi thăng vậy. Đồng thời những đạo tiếp dẫn chi lực bị Thâu Thiên Trảo chuyển hóa, không ngờ ngưng tụ tiến nhập vào bổn mạng thế giới của Phương Hàn, khiến cho hắn càng có thể xuyên thủng quy tắc thiên giới. Hai mắt chợt mở ra nhìn lên trời xanh, tiếp dẫn chi lực khổng lồ bao quát cả thiên không, bát hoang, cửu vực, cả thiên địa vũ trụ, không có một nơi nào có thể ngăn cản được loại lực lượng này. Thế nhưng Phương Hàn lại phát hiện ra tựa hồ trong tiếp dẫn chi lực có khe hở, lúc cần thiến còn có thể đi thâu thiên. Có lẽ hiện tại ta thật có thể mang theo tiên khí Bát Bộ Phù Đồ, các loại bảo bối phi thăng, sẽ không bị thiên giới phát hiện. Tiếp dẫn chi lực của thiên giới tại thời điểm ta phi thăng sẽ không xuất hiện chấn động gì lớn, do đó sẽ không bị đại nhân vật của thiên giới phát hiện, đuổi giết ta. Bằng vào trực giác, Phương Hàn biết hiện tại chỉ sợ bản thân lập tức có thể phi thăng mà không hề bị phát hiện, thế nhưng trực tiếp làm vậy cũng chỉ có một nửa thành công. Tiếp dẫn chi lực dung nhập vào thân thể ta, thu lấy huyền diệu, thân thể hóa thiên. Càng ngày Phương Hàn càng lợi hại, dung nạp cả tiếp dẫn chi lực của thiên giới, sau đó luyện hóa, 3.000 huyệt khiếu, 3.000 hàng tinh, bổn mạng thế giới tràn đầy khí tức thiên. Thiên giới vì sao hung mãnh, được người nề sợ như vậy, cũng là bởi vì tiếp dẫn chi lực này có lực cưỡng chế đối với cao thủ. Tính chất của tiếp dẫn chi lực thập phần bá đạo, không thể cho người ta kháng cự, tu sĩ sẽ sinh ra sợ hãi từ bản năng đối với loại lực lượng này. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa tiếp dẫn chi lực, cũng có loại áp chế bản năng đối với bất kỳ tu sĩ nào. Hắn luyện hóa càng nhiều, khí tức này cũng càng ngày càng mạnh lên. Hơn nữa hắn dung nhập tiếp dẫn chi lực vào trong thân thể, sau này thi triển ra bất kỳ một chiêu nào đều có tiếp dẫn của tiên giới, lực sát thương cực lớn đối với tu sĩ có tu vi cao cường, nếu không may kẻ đó sẽ bị bạch nhật phi thăng. Càng lợi hại hơn chính là Thâu Thiên Trảo còn có tác dụng khác, khi đối địch cùng người, nó có thể vô thanh vô tức trộm lấy huyền ảo trên người địch nhân, còn có thể lấy được lĩnh ngộ của địch nhân thông qua thần niệm. Vô tận ảo diệu a, không hổ là tam thập tam thiên chí bảo. Sau khi ngưng luyện thành kiện bảo bối này, Phương Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động tứ phương, thần tộc chung quanh bị chấn đắc tan thành bụi, quy tắc bị phá vỡ như thủy triều tiến vào trong cơ thể hắn. Thánh tế hết thầy, hóa thành lực lượng, hiện tại hắn giết thần tộc mà không phải độ hóa, lại càng không luyện chế thành thần thông quả, trường sinh quả, lập tức đánh nát dung nhập vào thân thể, khiến địa thủy hỏa phong của 3.000 thế giới trong bát bộ phù đồ càng thêm hung mãnh. Sau đó đoàn lực lượng này bị thánh tế. Hắn phát động thánh tế đại tiên thuật câu thông với tế đàn thần bí cổ xưa tại sâu trong thiên giới, đổi lấy lực lượng. Trước kia với tu vi của hắn phát động thánh tế đại tiên thuật, chỉ có thể mơ hồ thấy tế đàn cổ xưa, thế nhưng hiện tại lực lượng không biết gấp bao nhiêu lần so với hồi đó, càng có thể thâu thiên, mở mắt ra có thể thấy tế đàn cổ xưa còn lớn hơn nhiều so với huyền hoàng đại thế giới. Khí tức cũ kỹ bao phủ trên mặt, tựa hồ như đã trải qua mấy kỷ nguyên hỗn độn, văn tựa điều khác trên đó cũng rất khó nhận ra. Tế đàn cổ xưa này còn thần bí hơn so với hỗn độn thiên đường mà hỗn độn chi tử cầu thông tới, hơn nữa còn cổ xưa hơn, tựa hồ như mãi mãi trường tồn, có thể tiếp nhận bất cứ tế ti gì, chỉ cần dùng thánh tế, kính dâng linh hồn huyết nhục, linh tính cho nó có thể cung cấp lực lượng cho người. Thậm chí tế đàn cổ xưa này không thèm để ý tới quy tắc thiên giới cùng thế tục có rất nhiều loại quy tắc sáng chế, đầu tiên là một loại cấm chế khiến cho những lực lượng cường đại khác không thể truyền tới, thế nhưng tế đàn cổ xưa này cũng không thèm để ý. Thông qua một con đường bí ẩn, không hề cố kỵ mà tiếp nhận tế tự rồi phản hồi lại lực lượng. Thiên giới không ngờ lại có thứ này tồn tại, thật cũng hiếm thấy. Phương Hàn không biết đã giết chết bao nhiêu thần tộc, một tên cũng không lưu lại, toàn bộ đều thánh tế đổi lấy lực lượng, không ngừng có linh hồn huyết nhục bị tế tự truyền tới tế đàn cổ xưa, tế đàn liền đem lực lượng thánh tế phản hồi lại. Phương Hàn lại ẩn mà không phát, phong ấn cỗ lực lượng này lại, khiến nó không ngừng bành trướng, chuẩn bị một kích cuối cùng. Rầm 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 rầm, Phương Hàn phất tay, không có sức mạnh nào địch nổi, như hổ vào bầy dê, Thâu Thiên Trảo hơi lắc lư, trọn vẹn hơn trăm đầu thần hoàng trường sinh thất trọng giới vương cảnh bị giết chết, lực lượng thánh tế phản hồi lại, ngưng tụ thành trên trăm khối tử hắc sắc hình cầu trong tam thập tam thiên thế giới. Hình cầu tử hắc sắc dường như là huyết dịch đọng lại, mặt ngoài hình cầu có vô số huyết sắc thiểm điện đang ngọ nguậy, bùm 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 chấn đắc vang lên, khủng bố đến cực điểm, khí thế hung ác tuyệt thế truyền ra, tràn ngập bốn phía, thậm chí mặt ngoài thân thể Phương Hàn cũng bắt đầu xuất hiện huyết diễm tử hắc sắc. Từng đợt quét qua, đi tới đâu, đại quân thần tộc liền biến thành châu bụi tới đó. Lực lượng thánh tế càng lúc càng lớn, trong nháy mắt Phương Hàn chu diệt trọn vẹn 8.000 vạn đại quân thần tộc, sau đó lực lượng của tử hắc sắc thậm chí bắt đầu hóa thành bóng ảnh tế đàn kia, trên mặt càng nổi lên khí tức hung tàn, hóa thành chân sát khôn cùng, khiến cửu châu khiếp sợ, hủy diệt thiên hạ. Thánh tế chi lực, áp xúc, hóa thiên thành nguyên, quy về một điểm. Sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình, hắn thi triển ra thủ đoạn hung hăng áp chế lực lượng thánh tế, tam thập tam thiên thế giới vận chuyển áp bách bốn phía, cuối cùng mấy trăm khối tử hắc sắc tinh cầu không ngờ dần dần áp xúc thành điểm nhỏ tựa hồ như một cái nguyên điểm hình thức ban đầu khi vũ trụ sinh ra, được xưng là thiên nguyên. Đây là thứ mà Phương Hàn giết thánh tế đổi lấy lực lượng, sau đó dùng thiên nguyên nhất kích bắt đầu cô động, chứa đựng, dùng để chuẩn bị giết đại nhân vật. Đây là Phương Hàn, mau chóng lùi lại, đại quân thần tộc thất linh bát lạc, vài đầu thần đế cấp bậc thiên tiên ở phía xa tựa hồ như nhận ra Phương Hàn. Đám này lập tức bắt đầu đào tàu, thế nhưng vô ích. Phương Hàn tiện tay tung chảo, đại thủ bao phủ, vài đầu thần đế lập tức biến thành tro bụi. Ông sau khi giết chết thần đế, lực lượng của nguyên điểm thánh tế tử hắc sắc lại bắt đầu va chạm, trong nháy mắt liền biến lớn như tinh cầu. Thế nhưng sắc mặt Phương Hàn vẫn không chút biểu tình, một lần nữa áp chế, lực lượng càng ngày càng mạnh, lại áp xúc thành một điểm nhỏ. Giết! Trong đại quân thần tộc cũng có vô số cao thủ, nhiều cường giả không tưởng tượng nổi. Tự nhiên không thể dễ dàng để đối phương đại sát tứ phương, hoành hành không kiên kỵ như vậy. Ở chỗ sâu trong đại quân vang lên một thanh âm già nua. Ông, đại quân thần tộc lập tức lùi về phía sau, mà quanh thân Phương Hàn lại xuất hiện rất nhiều ba động, không gian sền sệt gợn sóng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xoạt xoạt xoạt, một đám người thân mặc áo choàng tím từ trong màn lung cháo đi ra, trong tay đám người đều cầm lợi kiếm, quang nhận sắc bén trực tiếp ám sát tới các huyệt khiếu trên thân thể Phương Hàn, cư nhiên là thủ đoạn của thần tiên, muốn hủy diệt nhật nguyệt hàng tinh trong huyệt khiếu, khiến cho tu vi của Phương Hàn bị hạ bậc. Đây cũng là một đám thần tộc có thân hình trời sinh mang theo năng lực vặn vẹo không gian, che giấu rất tốt, tựa hồ như là thích khách, sát thủ trong sinh ra từ thiên địa vậy. Ẩn sát thần tộc, Phương Hàn đã đọc qua ký ức của vô số đầu thần tộc, biết thần tộc có rất nhiều bộ lạc, trong đó hung tàn nhất chính là thực tiên thần tộc, mà nổi danh về ám sát chính là ẩn sát thần tộc. Chiến sĩ của ẩn sát thần tộc khi vừa ra đời liền mang theo năng lực xuyên toa qua các không gian song song, am hiểu nhất chính là ám sát. Nghe đồn thiên tài của ẩn sát thần tộc khi mới là thần thông thất trọng kim đan cảnh có thể ám sát tu sĩ trường sinh bí cảnh, thậm chí còn thành công, mà càng có ẩn sát thần tộc trường sinh cửu trọng hư tiên ám sát qua thiên tiên, biến lực lượng của đối phương thành của mình. Đây cũng giống như Phương Hàn, tại cảnh giới hư tiên có thể đánh bại thiên tiên. Hiện tại đại quân thần tộc bình thường không thể đối phó được với Phương Hàn, ẩn sát thần tộc rốt cục cũng xuất động, phái cao thủ tiềm phục trong đại quân tiến hành ám sát Phương Hàn. Vô số cao thủ ẩn sát thần tộc đều xuất động, xé trời mà ra, khoảng chừng 500-600 tên hư tiên cùng chân tiên lang không đánh giết ra, bọn chúng muốn được ăn cả ngã về không, mũi kiếm nhằm đúng huyệt khiếu, thì triển ra tuyệt sát bí thuật, hơi khẽ chấn động, khiếu hàng tinh của Phương Hàn bắt đầu dao động, đây là dẫn lực của chư thần, cũng là một loại thủ đoạn ám sát. Chết cho ta! Phương Hàn chưa từng gặp nhiều hư tiên cùng chân tiên như vậy, thế nhưng hiện tại hắn cũng chẳng phải sợ hãi, cước đạp càn khôn, thân ở bát cực, một chưởng đánh ra, toàn bộ bốn phía đều bị bao vây. Ẩn sát thần tộc, hãy nếm thử chư thiên luân hồi mà ta vừa luyện thành đây. Hắn đánh ra vạn đạo luân hồi đại lực, dày đặc bao phủ hư không, trong nháy mắt, chư thiên vạn giới đều bắt đầu nhảy lên, xuất hiện một loại tuần hoàn, thời không nghịch chuyển, lục đạo xuất hiện, ngư, quỷ, xà, thần, vô tận minh thổ, vực sâu cửu u toàn bộ đều hiện ra. Giờ khắc này Phương Hàn đã hóa thân thành luân hồi, không hề có kẽ hở, kiếm khí của cao thủ ẩn sát thần tộc ám sát tới người hắn đều bị đứt gãy, cả người bị luân hồi chi lực chấn nổ thành bột phấn. Hỏa diễm thánh tế hừng hực thiêu đốt, tất cả pháp bảo có linh tính trên người bọn chúng đều bị tế tự. Một chiêu chư thiên luân hồi, Phương Hàn đã hủy diệt 500-600 đầu hư tiên, chân tiên tạo thành ám sát đại quân. Đây là hành vi hung tàn cỡ nào? Đúng lúc này, dị biến phát sinh, một đạo kiếm quang huyết sắc phá không xuất hiện, không biết từ đâu mà đến, không biết từ đâu mà ra, cư nhiên thoáng cái tiếp cận những thái dương trong huyệt khiếu của Phương Hàn, trực tiếp ám sát mà vào. Kiếm quang huyết sắc đâm thẳng vào huyệt thái dương của Phương Hàn, cư nhiên xuyên vào. Đạo kiếm quang này tràn ngập sát khí, là nhân vật tuyệt thế trong thần tộc. Phương Hàn không hề kiêng sợ, chém thần đế của thần tộc như chém dưa, thế nhưng ngày vui ngán chẳng tề gang, rốt cục cũng chọc giận tới tuyệt đại cường giả trong ẩn sát thần tộc. Kẻ này phát ra một kích, là tuyệt đỉnh của ám sát thuật, đâm thủng huyệt thái dương của Phương Hàn. Vị tuyệt thế cường giả này của thần tộc vô ảnh vô hình, thậm chí ngay cả không gian ba động cũng không có nổi một tia, là cao thủ cùng một cấp bậc với Hạo Thiên Thần Đế, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều. Kiếm khí dày đặc từ một hư không khác truyền tới, căn bản không thể biết người này từ đâu xuất thủ. Có lẽ vị cường giả này phát ra công kích từ trong một quốc gia xa xôi nào đó, có lẽ người này đã tiềm phục trước bên người Phương Hàn, lúc này mới tiến hành ám sát. Huyệt thái dương bị xuyên thủng, đầu Phương Hàn lập tức xuất hiện một cái động lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Chết, chết! Tên Phương Hàn kia đã bị đánh chết. Nghe đồn đây là tuyệt thế thiên tài của ẩn sát thần tộc, hư không chi tử xuất hiện, hắn sinh ra trong hư vô. Nghe đồn thời điểm hắn sinh ra, chỉ là một đoàn bóng tối, không có hình thể chân thật, được thánh giả của ẩn sát thần tộc dạy bảo ám sát tứ phương, cư nhiên là hắn xuất thủ, Phương Hàn tuyệt đối không có may mắn thoát chết, không sai, là hư không chi tử, nghe đồn là sát thủ trong ẩn sát thần tộc, đồ tiên đồ Phật, phù định khắp nơi, một kích giết chết, trong truyền thuyết không ai có thể thoát được một kiếm của hắn. Trong đại quân thần tộc, một số thần đế cường đại đều rung động khi thấy một màn này, đám người đều truyền ra thần niệm chỉ huy đại quân chuẩn bị bắt giữ Phương Hàn, bố trí đại trận vây khốn huyệt hóa hắn. Thế nhưng lúc đại quân thần tộc dục dịch, một cỗ huyết quang từ trên đỉnh đầu Phương Hàn đột nhiên vút lên, thánh quang như xương, rào rào mà ra, thương thế trên huyệt thái dương đều được khôi phục, hoàn hảo như cũ. Hắn duỗi đại thủ ra, cứng rắn bắt lấy kiếm quang huyết sắc. Kiếm quang huyết sắc cả kinh, tựa hồ không ngờ rằng Phương Hàn có thể khôi phục, hơn nữa còn không hề sứt mẻ, nhưng mà đạo kiếm quang này có linh tính cực kỳ cường đại, tại thời điểm đại thủ chộp tới, nó hơi vặn vẹo, không ngờ sinh ra lực lượng trái với tất cả quy tắc, dùng một góc độ không tưởng ám sát tới bụng của Phương Hàn. Đó là nơi thiên địa căn, huyền diệu môn hộ, không ngờ muốn phá vỡ mệnh môn của Phương Hàn, kiếm thuật thật ác độc, có thể nói là nhất tuyệt. Đương, Phương Hàn mặt không đổi sắc, đối mặt với đòn đánh của tuyệt thế thần tộc, hắn không hề vội vàng, đại thủ cũng làm trái với quy tắc, xuất hiện tại vùng bụng, khi kiếm khí sắp nhập vào thân thể, hắn lập tức đã bắt được thân kiếm. Choang, cả thân kiếm lập tức bị vỡ thành từng khúc, Đạo trường kiếm huyết sắc này phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngờ là một kiện tiên khí, nhưng lại bị Phương Hàn đánh vỡ, pháp tắc tiên đạo bên trong cũng bị phá tan. Hừ, tựa hồ như trong một quốc gia xa xôi, lại dường như gần bên, một tiếng hử lạnh truyền ra, lập tức huyết kiếm trở nên cường đại không gì sánh kịp, pháp tắc trùng kích mà ra, khiến cho trường kiếm lại khôi phục. Trên thân kiếm truyền ra tiếng gào rít phẫn nộ, giống như soi chu khi trăng tròn vậy, sự phẫn nộ của chư thần. Trên thân kiếm toát ra một cỗ phẫn nộ, trước mắt Phương Hàn lập tức tối sầm lại, cũng cảm giác được bản thân tựa hồ như đang ở trong hư thần giới, lửa giận của viễn cổ chư thần đều phát tiết trên người mình, muốn hủy diệt mình. Phá cho ta! Toàn thân Phương Hàn chấn động, khí tức hừng hực, đại thủ một lần nữa chộp tới, đánh tan phẫn nộ của chư thần. Sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, tựa hồ đã nhận ra một cái bóng ảnh nhàn nhạt dường như không tồn tại tại một không gian phi thường bí ẩn. Cái gì mà hư không chi tử, ra cho ta! Chư thiên luân hồi đánh tới hư không xa xôi, luân hồi chi lực một lần nữa tỏa ra, khiến môn phương tan vỡ, nghịch chuyển lục đạo, đem vô tận hy vọng cho sinh linh. Phanh, một bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện ở trước mặt Phương Hàn, sát thủ cường đại, cường giả tuyệt thế của ẩn sát thần tộc, được xưng là hư không chi tử, cư nhiên bị chư thiên luân hồi của Phương Hàn lôi ra khỏi thời không, rốt cuộc không ẩn nấp được nữa. Ta vốn chính là lão tổ tông của thuật ẩn tàng, đi khắp vạn giới, không thuộc ngũ hành, ngươi cư nhiên dám che giấu trước mặt ta, đúng là muốn chết. Phương Hàn lôi đạo hư ảnh này ra, sau đó tiến lên, đánh ra tài quyết thất thức. Bảy đại sát chiêu xoay tròn, trải qua thôi toán của Phương Hàn, uy lực của tài quyết thất thức đã diễn hóa tới mức hoàn mỹ, cho dù mục dã thương mang tới đây xem cũng phải mặc cảm, muốn bái Phương Hàn làm sư phụ, một lần nữa học lại. Thế nhưng bóng ảnh lại không thèm để ý, vẫn xông lên khiêu chiến với thất thức. Thán tức của chư thần, phẫn nộ của chư thần, thống trị của chư thần, trừng phạt của chư thần, trật tự của chư thần, tiên đoán của chư thần, một chiêu bảy thức đụng độ với tài quyết thất thức. Tài quyết thất thức không ngờ lại bị tan rã, bị lực lượng của chư thần bao phủ, lời tiên đoán cổ xưa, trật tự, xiềng xích đan sen trên không trung, trùng kích về phía Phương Hàn. Bóng ảnh hư không chi tử tựa hồ như không có hình thể, vĩnh viễn là một đoàn bóng tối, cũng không có mặt mũi, không có biểu tình, thậm chí không phải là người, trong thân thể cũng không có khí tức pháp tắc tiên đạo, không phải là người, không phải là quỷ, không phải là thần, không phải ma, cũng không biết là loại quái vật cường đại gì. Phương Hàn cũng không có bất cứ cảm giác ba động gì phát ra từ trên người hắn. Đây là một cao thủ, là một cao thủ tuyệt đỉnh chính thức. Phương Hàn dùng mình, một lần nữa bước lên, tung ra một kích, thâu thiên trảo xuất hiện, vô số tiếp dẫn chi lực tràn ngập bốn phía. Tiếp dẫn chi lực của tiên giới, rốt cục bóng ảnh kia cũng phát ra tiếng than sợ hãi, chứng kiến tiếp dẫn chi lực xuất hiện, giống như thấy quỷ vậy, kiếm chiêu lập tức rụt lại. Lực lượng của hắn rất cường đại, là đỉnh phong trong đám huyền tiên, thế nhưng chính bởi vì như thế mới phải sợ tiếp dẫn chi lực. Hắn vạn lần không ngờ Phương Hàn cư nhiên cũng có thể phát ra tiếp dẫn chi lực, vạn nhất ứng phó không tốt, pháp tắc huyền tiên của bản thân sẽ bị tiếp dẫn chi lực cảm ứng, bị quy tắc thiên giới dò xét, vậy nhất định sẽ phải phi thăng. Sau khi tiến vào tiên giới, với thân phận thần tộc của hắn, sẽ rơi vào cảnh thập tử vô sinh. Bóng ảnh lập lòe, vội bước vào hư không, cả người hoàn toàn biến mất, cũng không thấy chút bóng dáng nào nữa. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, thủ chỉ búng ra, một đoàn nguyên điểm tử hắc sắc từ trên ngón tay phá không mà ra, đúng là lực lượng thu được do lúc trước trù sát thần tộc, thánh tế mà đổi lấy, đồng thời lại thúc giục thiên nguyên một kích. Trên đường đi, không biết đã giết bao nhiêu thần tộc, đều dùng thánh tế đổi lấy lực lượng biến thành thiên nguyên một kích. Một kích này cường đại cỡ nào, tuy so ra còn kém phủ lục kim tiên biến thành một kích kia, thế nhưng thánh tế chi lực lại mang theo đặc tính cổ xưa của thiên giới, vượt qua thời không xa xôi, không thèm để ý tới quy tắc, nhắm thẳng vào linh hồn. Phanh, hư không lại lần nữa bị xé nứt, một kích kia của Phương Hàn nhằm đúng người bóng ảnh. Bóng ảnh lóe lên, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai truyền ra như vô số lợi kiếm đâm thủng một số đầu thần tộc, đám thần tộc bị trúng chiêu lập tức vẫn lạc. Một kích này đã tạo thành trọng thương đối với hắn. Phương Hàn một lần nữa tiến lên, tay trái khẽ động vẽ ra một vòng tròn, đại biểu cho khởi nguyên, tay phải lại liên tục điểm chỉ vẽ lượn lờ vẽ ra cảnh núi non trùng điệp, đại biểu cho tạo hóa. Thâu thiên trảo một lần nữa hiện ra, tiếp dẫn chi lực kích phát, xoạt, thân thể của bóng ảnh lại bị Phương Hàn đánh trúng. Không ngờ cứng rắn bị Phương Hàn chụp lấy một bàn tay, hơn nữa còn là cánh tay cầm kiếm. Trường kiếm tiên khí huyết hồng không ngừng nhỏ máu, muốn phản sát Phương Hàn, thế nhưng thoáng cái bị trấn áp. Bóng ảnh bị Phương Hàn cắt liền một cánh tay, thế nhưng vẫn rất tỉnh táo, tựa hồ như càng trong nguy hiểm, hắn lại càng không phát sinh bất kỳ tâm tình nào. Thân thể nổ mạnh trên không trung, cư nhiên biến thành vô số đoàn âm ảnh, chạy thục mạng tới bốn phương tám hướng, mỗi một đạo âm ảnh đều có thể so với thần tiên đỉnh phong. Phương Hàn bắt lấy cánh tay đang cầm trường kiếm nhỏ máu đầm đìa, dường như bắt một đầu nghiệt long của tiên giới, kiệt lực trấn áp, mà lúc này bóng ảnh vừa bạo tứ tán khiến hắn cũng không khỏi phải lùi về phía sau. Bóng ảnh lại lần nữa biến mất vô tung, trong hư không còn truyền lại khí tức bình tĩnh. Hư không chi tử có mặt khắp nơi, ta sẽ còn trở lại. Cánh ta này chứa tinh khí thật cường đại, tối thiểu cũng tương đương với lực lượng của 10 đầu thần tiên, mà kiện tiên khí trường kiếm tích huyết này cũng là một kiện pháp bảo giết chóc. Phương Hàn không hề để ý tới thanh âm của hư không chi tử, vẫn trấn áp cánh tay kia, còn có tích huyết trường kiếm, cảm thụ khí tức huyền diệu khó giải thích trong đó. Hắn âm thầm mừng rỡ, biết hư không chi tử chính là cao thủ huyền tiên, một cánh tay cũng đủ ngăn cản lực lượng của trên 10 đầu thần đế. Nếu không phải thiên nguyên của mình nhờ vào thánh tế chi lực, căn bản không cách nào xúc phạm được hắn. Đương nhiên tiếp dẫn chi lực trong đó cũng có đại tác dụng trong đó, tung ra các loại áp chế Phương Hàn mới có thể một kích đắc thủ, dung nhập vào trong đạo thiên thê. Không chút nghĩ ngợi, Phương Hàn liền đem cánh tay của bóng ảnh, còn có tiên khí tích huyết trường kiếm dung nhập vào đạo thiên thê. Đây là một kiện pháp bảo tương tự như thâu thiên trảo, phong thiên tòa, không thèm đếm sửa tới quy tắc thiên giới. Nguyên hình là một cái thang thật dài, một đầu của cái thang này vươn tới tận mây xanh, mỗi một bậc thang đều lộ ra màu sắc thạch, là một cái thang đá. Tiên vân lượn lờ trên bậc thang, tựa hồ như phàm nhân cũng có thể thấy cái thang này. Tiến vào tiên giới, ý cảnh có phần tương tự như thế giới chi thụ. Cái thang này nhận lấy khí tức pháp tác huyền tiên khổng lồ từ trên cánh tay bóng ảnh, còn có tiên khí tích huyết trường kiếm, rốt cục cũng không chịu nổi pháp lực cường hoành rót vào, thoáng cái lột xác biến thành tiên khí. Bậc thang thật dài trực tiếp xâm nhập vào trong cánh cửa tiên giới. Phương Hàn có một loại cảm giác tùy thời có thể men theo bậc thang này vụng trộm tiến vào tiên giới, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hơn nữa hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, sau này tiến vào tiên giới còn có thể bò xuống từ bậc thang này, tùy thời đều có thể quay lại. Mỗi một kiện pháp bảo trong tam thập tam thiên chí bảo đều có quan hệ với trời, một khi luyện thành đạo thiên thiên này, huyền diệu tăng lên, tỷ lệ để ta tiến vào trong tiên giới mà không bị phát hiện đúng là tăng lên vài thành. Hơn nữa lực lượng của ta tựa hồ lại phát sinh biến hóa. Phương Hàn cẩn thận thôi toán, càng về sau mỗi lần luyện chế thành một kiện pháp bảo trong tam thập tam thiên chí bảo, pháp tác tiên đạo càng tổn hao nhiều, thế nhưng uy lực cũng càng lớn hơn. Luyện thành đạo thiên thê, Phương Hàn thổ nạp tất cả pháp lực nguyên khí, tựa hồ giống như trực tiếp thổ nạp tại tiên giới vậy. Thậm chí khi hô hấp, hắn còn cảm ứng được một cỗ khí tức nguyên thủy chi khí tại thiên giới. Thoáng cây luyện chế đạo thiên thê thành tiên khí, thực lực Phương Hàn lại lần nữa tăng trưởng, tu vi đạt tới thần tiên đỉnh phong không nói, một số pháp tắc tiên đạo trong cơ thể lại lần nữa ngưng tụ thành hình, còn hùng hậu gấp mấy trăm lần so với pháp tắc thần tiên bình thường. Nói cách khác hiện tại một mình hắn có thể diệt được hơn trăm đầu thần tiên liên thủ, thực lực có thể vượt qua huyền tiên. Càng trọng yếu hơn chính là hắn đã có thể thông qua đạo thiên thê để hấp thụ nguyên thủy chi khí tại một số không gian thần bí tại thiên giới. Từng dòng nước nhỏ từ đạo thiên thê chảy xuôi xuống, nguyên thủy chi khí xâm nhập vào bổn mạng thế giới, nguyên khí không ngừng khuếch trương, khiến cho thế giới như có tư vị nguyên thủy. Thần tiên bình thường không tới thiên giới, căn bản không có khả năng hấp thu nguyên thủy chi khí. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn có thể, đây đều là kết quả khi luyện thành đạo thiên thê, đang ở thế gian mà như tại thiên giới, không bị gò bó. Hơn nữa thái cực thần cầu trong hoang thần chi thi tựa hồ đã được đạo thiên thê thúc giục, tốc độ xoay tròn nhanh hơn, cũng bắt đầu phóng xuất ra nguyên thủy chi khí nhiều hơn để Phương Hàn sử dụng, thúc giục. Lực lượng của hắn ngày càng mạnh mẽ, tốc độ thúc giục tam thập tam thiên cũng càng nhanh hơn. Cái gì mà hư không chi tử, ẩn sát thần tộc, tuyệt thế thiên tài, ở trước mặt ta bất quá cũng chỉ có thế mà thôi. Sau khi luyện thành đạo thiên thê, đại thủ của Phương Hàn vung lên, che kín bầu trời, lại có vô số chiến sĩ ẩn sát thần tộc từ trong hư không bị chấn đắc phải lộ nguyên hình, sống sờ sờ lại bị thánh tế, biến thành thánh tế chi lực chui vào trong cơ thể Phương Hàn, làm lực lượng dự bị cho thiên nguyên một kích. Càng vận dụng thiên nguyên một kích, Phương Hàn càng cảm thấy chiêu thức này quả là một sát chiêu lợi hại, ẩn chứa vô tận huyền bí, thậm chí còn thâm ảo hơn nhiều so với một số loại võ học như quỷ phủ thần công, đại tiên thuật, tài quyết thất thức. Vĩnh viễn không thể thấu hiểu cặn kẽ, cho dù Chu Thiên Nghi, Tàn Thiên Đồ, Thiên Mệnh Cầu cũng không thể hoàn toàn thôi toán. Thần thông trong đó tổ hợp với số lượng mênh mông như biển, hơn nữa thiên nguyên một kích của Linh Lung Tiên Tôn cũng không phải là đầy đủ. Thậm chí Phương Hàn biết khi thi triển ra thiên nguyên một kích chính thức, ngoài đại mình vận thuật ra, cần phải có 2999 loại đại đạo nữa, còn phải phối hợp với cả Hồng Mông Thiên Đạo, cũng khó trách. Trong truyền thuyết năm đó Hồng Mông Đạo Nhân thi triển ra một kích này khiến cho ngay cả Thủy Tổ Thánh Vương cũng bị thương, tiên giới cũng bị một kích của Hồng Mông Đạo Nhân mà mở ra, giết càng nhiều thần tộc, lấy được càng nhiều thánh tế chi lực, thi triển ra thiên nguyên một kích uy lực càng lớn. Đây là một vòng tuần hoàn hoàn hảo, chờ ta gặp đối thủ cao minh trong thần tộc, tỷ như Hạo Thiên Thần Đế, Thực Tiên Thần Đế, còn có Nhận Lợi Thiên Thần Đế, sẽ nhất cử ám sát bọn chúng, sẽ cướp lấy thân thể huyền tiên của đám người này. Sau khi luyện hóa, chỗ tốt đúng là vô tận, có thể luyện thành vài món trong tam thập tam thiên chí bảo, tỷ như Kình Thiên Trụ, Băng Thiên Nhận, Phách Thiên Truy. Phương Hàn như hổ vào bầy dê, tận tình chu sát thần tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu cao thủ thần tộc đã bị chết trong tay hắn. Chỉ nghe hắn rít lên một tiếng, đại quân thần tộc trên không trung đều bị vẫn lạc, trên thân thể bốc lên hỏa diễm thánh tế, biến thành thánh tế chi lực từ hắc sắc giống như huyết dịch đông đặc, dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn, hóa thành thiên nguyên một điểm. Thật muốn chết. Ầm ầm, trong đại quân thần tộc, vô số đại nhân vật không thể dung nhẫn cho hành vi giết chóc của Phương Hàn, đột nhiên thoáng cái phá không đánh tới, lực lượng vượt qua vô số quốc gia xa xôi, từng đạo chư thần quốc độ sinh rồi lại diệt vây xung quanh Phương Hàn, hoàn toàn bao vây lấy hắn, khiến cho lực lượng của hắn không cách nào thoát ra ngoài. Sắc mặt Phương Hàn vẫn bình tĩnh, sừng sững nhìn lên, cước bộ đi theo chấn thiên bộ phạt, đại thủ quét ra, mỗi một lần bắn nhiếp, nhất định phải bắt được một đám đại quân thần tộc vây nát bấy trong tay. Hắn không thèm để ý chút nào đến chư thần quốc độ đang vây khốn mình. Đáng giận, trong đại quân thần tộc, một số kẻ có thực lực cường đại đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một đao chém chết Phương Hàn sau đó lột ra róc xương hắn. Mà trong số này có cả Hạo Thiên Thần Đế thực tiên tộc, Thần Đế nhận lợi thiên. Ba đại thần đế cấp bậc huyền tiên này, mỗi người đều đánh ra vô số trừ thần quốc độ, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Phương Hàn siết chóc. Cùng lúc đó bên cạnh bọn họ lại xuất hiện đường hầm thời không, lại có thêm ba vị thần đế nữa tới. Trong đó có một đầu là một đoàn bóng tối, chính là Hư Không Chi Tử, kẻ đứng đầu Ẩn Sát Thần Tộc vừa bị Phương Hàn chém mất một tay, lúc này hắn đã bị mất một cánh tay, còn có trường kiếm tích huyết cũng bị mất, nguyên khí đã bị đại thương. Hư Không Chi Tử, ta đã nói với ngươi Phương Hàn phi thường lợi hại, ngươi còn không tin, cứ muốn đi ám sát hắn, bây giờ bị thiệt rồi phải không? Thần đế thực tiên thần tộc cười quái dị, nhìn bộ dáng của hắn quả thật có chút hả hê, quả thật là lợi hại, khó trách Thiên Phi Ô Ma thánh giả nói ngày sau hắn chính là khắc tinh của thần tộc, thậm chí còn là khắc tinh của thiên giới, Phật giới, Long giới, Chư Thiên Vạn Giới, thật không có sai. Khí tức trên người hắn có một loại khí chất áp đảo tiên đạo, dường như là đại nhân vật thái cổ nào đó truyền thế vậy, nhưng mà dường như cũng không phải. Trong giọng nói của Hư Không Chi Tử không có nửa điểm ba động, khuôn mặt thủy cũng vẫn là một đoàn bóng tối, cánh tay của hắn dần dần dài ra, thế nhưng cũng vẫn chỉ là một đoàn bóng tối, mà trên tay của hắn cũng đã xuất hiện một kiện trường kiếm bóng tối, cư nhiên là một kiện tiên khí khác. Hư Không Chi Tử, nghe đồn ngươi có ba kiện thánh kiếm, đây là kiện thứ hai đúng không? Một đầu thần đế đại năng đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, đệ nhất thánh kiếm gọi là nhiễm huyết, kiện bảo kiếm này gọi là ám dạ, chưa từng có người có thể bức bách ta sử dụng tới đệ tam thánh kiếm, bởi vì người trông thấy đệ tam thánh kiếm đều đã chết cả rồi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nếu cứ để Phương Hàn tiếp tục giết nữa, người của mấy bộ lạc thần tộc chúng ta chỉ sợ sẽ tổn thương thảm trọng, sau này cũng không cách nào đứng ở thế trung lập trong hư thần giới, sẽ bị mấy bộ lạc khác bài trừ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta liên thủ thi triển ra trục xuất của chư thần, di chuyển Phương Hàn tới địa phương nào đó gần tiên giới, tiếp cận đại quân thiên giới tại vô cực đại thế giới, mượn đao giết người, dùng lực lượng của thiên giới để giết chết hắn. Dù sao hắn cũng là đại địch của thiên giới cùng thần tộc, chúng ta muốn giết chết hắn, mà thiên giới càng muốn giết hắn hơn. Ý kiến hay, Phương Hàn người này không có khả năng bị giết chết, ít nhất hiện tại chúng ta không có đủ lực lượng để giết chết hắn. Hơn nữa hắn mỗi lần giết một đạo đại quân chúng ta, lực lượng sẽ càng lớn hơn, càng ngày càng mạnh, giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Để hắn tới đại quân thiên giới mà chém giết, chính là kế sách một hòn đá ném hai chim. Liên thủ, đột nhiên lúc này chư vị cao thủ thần đế thoáng cái liên hợp thành một đại trận, trên mặt đại trận giống như chiếc bàn tròn xuất hiện mấy vương tọa từ kim sắc, mỗi một vị thần đế đều ngồi trên vương tọa, đều bắt đầu thúc giục vô thượng đạo thuật, hư ảnh của chư thần xuất hiện trên mặt, chư vị thần đế đột nhiên ngâm sướng, với danh nghĩa của chư thần, tiến hành trục xuất vĩnh viễn đối với tà ác. Ong ong ong. Thời không gào khóc, thiên địa run rẩy, chư thần sử dụng quyền lực của mình. Đây là cái gì? Muốn trục xuất ta sao? Chung kết chi đạo, phá cho ta. Trong tâm linh Phương Hàn xuất hiện cảnh báo, thời không xung quanh hắn bắt đầu gào khóc, dường như cũng bị giam cầm vĩnh viễn vậy. Ngay lập tức hắn xuất ra chung kết chi đạo, muốn phá trục xuất của chư thần. Thế nhưng vài đại thần liên thủ thi triển ra trục xuất chi thuật vô cùng cường hoành, nếu như là thần tiên bình thường bỗng chốc bị đánh trúng, lập tức sẽ bị trục xuất tới hư vô vĩnh hằng, không bao giờ có khả năng trở lại thế giới chân thực. Đối mặt với thứ cường đại này, Phương Hàn nhiều nhất cũng chỉ bị Nazi tới một khoảng cách nhỏ mà thôi, chư thần cũng không có bao nhiêu ước thúc đối với hắn. Trời đất quay cuồng, Phương Hàn sừng sững trên hư không, không chút sứt mẻ, đánh ra chư thần hoàng hôn tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Trong một sát na tất cả trục xuất chi lực đều biến mất, thế nhưng quang cảnh quanh hắn cũng phát sinh biến hóa, cư nhiên bị lăng không Nazi, vừa mới khôi phục, còn chưa nhìn rõ mình bị chuyển tới nơi nào, trong không khí xuất hiện vô số đạo đại tiên thuật như mưa rào lăng không đánh tới, khiến hộ thể tiên cương toàn thân hắn nứt toác. Trong nháy mắt hóa thiên giáp đã được mang trên thân, đại tiên thuật cư nhiên như sóng chiều, từng đợt vĩnh viễn không ngừng, hơn nữa càng ngày càng hung mãnh, đánh cho Phương Hàn có cảm giác hít thở không thông, máu nhiễm đầy đường. Trong không gian xa xôi, vô số chiến sĩ thần tộc chém giết cùng đại quân thiên giới. Phương Hàn lập tức thấy kim quang lập lòe, vô cực đại thế giới hoàn toàn thực chất hóa, huyết nhục giống như biến thành màu vàng, mà thiên giới lại mở ra trăm ngàn môn hộ. Hắn lập tức biết mình đã bị trục xuất tới nơi nào. Đáng giận, đám thần đế kia cư nhiên di chuyển ta tới trận doanh của đại quân thiên giới. Vô số hư tiên, chân tiên tạo thành đại quân từ môn hộ thiên giới cuồn cuộn đổ xuống, giống như đàn châu chấu. Phương Hàn còn chưa từng thấy qua thủ bút nào lớn như vậy. Bất kỳ một đạo môn cổ xưa, đại thế giới nào lôi ra 100 đầu cao thủ hư tiên lập thành đại trận đã được coi là bách tiên chi trận rồi. Thế nhưng hiện tại đại quân thiên giới, đám hư tiên, chân tiên chỉ đáng làm nô lệ, là pháo hôi, tổn thất bao nhiêu cũng không đáng để ý. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn nhìn thấy khí phách của thiên giới, đại quân đều là hư tiên, chân tiên tạo thành, mỗi trăm đầu hư tiên lại do 5 chân tiên thống lĩnh bố trí thành một trận pháp nho nhỏ, mà trăm ngàn tiểu trận pháp hợp thành một tòa đại trận. Ngàn vạn hư tiên chân tiên đồng thời vung tay xuất ra mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, ước vạn đại tiên thuật đối với huyền hoàng đại thế giới xa xôi, thậm chí thông đạo hư thần giới. Là ai, ngoại tộc nào xâm nhập vào trong trận doanh đại quân thiên giới ta? Giết, nhanh chóng giết! Phương Hàn xuất hiện, khí tức hào hùng, khiến cho vô số tuyệt thế cao thủ kinh sợ, lập tức khiến rất nhiều đại nhân vật trong đại quân thiên giới chú ý. Một đầu đại nhân vật cần Phương Hàn nhất đột nhiên quát to, phát ra mệnh lệnh tuyệt sát. Phương Hàn lập tức nhìn thấy, trong không gian phạm vi mấy trăm triệu dặm quanh mình có khoảng chừng mấy vạn đầu hư tiên chân tiên tạo thành trận pháp, phát ra đại tiên thuật công kích bản thân. Mỗi một đầu hư tiên chân tiên đều phát ra mấy đạo đại tiên thuật, tổ hợp lại trở thành đạo hồng lưu tiên thuật. Trong hồng lưu, tối thiểu có 500 vạn đạo đại tiên thuật oanh kích về phía mình. Trọn vẹn 500 vạn đạo đại tiên thuật từ trên trời giáng xuống, Phương Hàn cũng không ngăn nổi, dù sao cũng là đại quân thiên giới, trong hồng lưu đại trận mà hư tiên chân tiên tạo thành, trừ phi đạt tới cảnh giới kim tiên, đại la mới có thể tự tại, bằng không cách nào ngăn cản nhiều tiên trận vây khốn. Nhưng mà Phương Hàn gặp nguy bất loạn, thân thể thoáng cái giống như thật lại giống như tự huyễn, cả người một lần nữa phát động lực lượng của thế gian tự tại vương Phật cùng tự do chi dực, hai phù lục đại tiên khí tổ hợp lẫn nhau, lực lượng càng tăng lên, hồng lưu tiên thuật cũng bị đánh tan, bị Phương Hàn nhẹ nhàng tránh né qua. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn thoáng bắn ra, liền phát hiện trong đại quân thiên giới cũng có một số cao thủ tại thượng thần tiên thống trị, ẩn núp ở sâu trong hạch tâm của đại quân thiên giới. Đám người này chỉ huy ngàn vạn hư tiên, chân tiên chiến đấu, bổn mạng nguyên khí cùng pháp lực không ngừng ba động. Mặt khác còn một số cao thủ thiên tiên cũng ở ngoại vi chỉ huy, đồng thời tại mắt trận của đại trận phát huy tác dụng rất lớn. Phương Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua đám thiên tiên, thần tiên, cả người hắn đột nhiên biến đổi, không ngờ cũng giống như hư không chi tử, biến thành một đoàn bóng tối chui vào hư không, tiến hành ám sát. Rầm rầm rầm, khoảng chừng 5 đầu thiên tiên bị Phương Hàn lôi ra khỏi hư không, nhất chỉ điểm phá, đám thiên tiên đều bị nhất chỉ của Phương Hàn điểm trúng, toàn thân bị hỏa diễm thánh tế thiêu đốt, thân thể thu nhỏ lại, tiến nhập vào trong ngón tay Phương Hàn, biến thành từ hắc sắc thánh tế chi lực, lại được lưu trữ, một đầu thiên tiên cường đại liền biến thành hư ảo. Điều này làm cho rất nhiều kẻ trong đại quân thiên giới phát lạnh, tâm lý của một số chân tiên, hư tiên đều có cảm giác thế cục sắp sụp đổ, đại quân thiên giới lập tức xuất hiện dao động. Đại quân thiên giới so ra cũng không cường hoành như đại quân thần tộc, bởi vì đại quân thần tộc có chư thần chúc phúc buông xuống, cho dù chiến sĩ bình thường nhất cũng có lực lượng cuồng bạo. Đương nhiên nếu nói tới chỉnh thể, đại quân thần tộc lại có tố dưỡng không đồng đều, có rất nhiều thần vương, thần quân hay từ nhân vật thần thông bí cảnh, mà đại quân thiên giới buông xuống, toàn bộ đều là hư tiên chân tiên. So sánh giữa hai thế lực, lực lượng có thể nói là ngang nhau. Nhưng mà khi Phương Hàn xâm nhập vào trong trận doanh đại quân thiên giới, khác biệt lập tức hiện ra. Người của đại quân thiên giới không cuồng bạo, hung hãn không sợ chết như đại quân thần tộc, ánh sáng thiên cuồng. Lúc Phương Hàn tấn công thiên tiên, trong đại quân thiên giới có một số cao thủ thần tiên liên thủ phát ra một loại tiên quang màu đỏ. Tiên quang này trời sinh mang theo một loại lực lượng cuồng bạo, phàm là đại quân thiên giới nhiễm phải, ánh mắt mỗi người đều đỏ lên, như dã thú bị thương, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ cùng tinh khí của bản thân. Một đầu hư tiên bình thường cũng đánh ra được hơn 10 đạo đại tiên thuật. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, thân thể lại biến mất, khiến rất nhiều đại tiên thuật công kích thất bại. Sau một khắc thân thể hắn đã xuất hiện bên người đám thống lĩnh thiên giới cấp bậc thần tiên. Phóc, bị khí thế của Phương Hàn buông xuống, một đầu đại thống lĩnh tiên giới cấp bậc thần tiên bị chấn đắc liên tục thổ huyết, thân thể nứt toác ra, áo giáp toàn thân cũng bị xé rách. Áo giáp toàn thân của đại thống lĩnh cấp bậc thần tiên này thậm chí ngay cả giới chỉ cũng là tuyệt phẩm đạo khí, dùng tài liệu tiên giới rèn thành, nhưng hiện tại cũng trở thành tế phẩm cho Phương Hàn. Đại thủ của Phương Hàn tung ra một chảo, một đạo âm ảnh liền bắt lấy đại thống lĩnh thần tiên này, mang theo một đoàn huyết nhục nhàn nhạt sáng bóng như thủy ngân, trực tiếp bị hút vào trong cơ thể Phương Hàn, dung nhập vào một cây cột cự đại trong Tam Thập Tam Thiên trí bảo. Cây cột này chính là Kình Thiên Trụ, toàn thân đều là màu đồng đen, hoa văn dày đặc, Trên mặt khác các loại đồ ánh quần tiên khấu đầu, quần tiên tiên giới khấu đầu hợp thành bọt cây trụ lớn chống trời, sừng sững trong hư không, không bao giờ bị đổ gãy. Công năng của kình thiên trụ này chính là gia tăng lực lượng, thực lực tuyệt đối, chống lại vạn phương thiên giới, không để cho chân ý đoạn lạc, thậm chí loáng thoáng còn có tư vị phân cách đen trắng, phân biệt âm dương. 3000 đại đạo trong cơ thể Phương Hàn bị chấn động bởi kình thiên trụ, tất cả đại đạo đều được tăng cường, nhất là đại âm dương thuật, không ngờ loáng thoáng biến thành hai tiểu nhân, một nam một nữ, đầu người thân rắn, liên tục vặn vẹo, dường như đang viết thành chữ đạo, nhưng mà kình thiên trụ cũng không hóa thành tiên khí, cây cột có lực lượng lớn như vậy mà chỉ dùng một đầu thần tiên căn bản không đủ để làm dịu, khiến kiện bảo bối này lột xác, hư không ẩn sát, thân thể Phương Hàn lại lần nữa biến thành một đoàn bóng tối, xoay tròn khắp nơi, lập tức trên cổ sáu đầu thần tiên lại xuất hiện một đạo liệt ngân, máu tươi mạnh mẽ bắn ra, ngay cả đầu cũng bị cắt rời. Thủ đoạn của hư không chi tử, ẩn sát thần tộc quả nhiên là tiết kiệm sức lực, ám sát chính là hành động dễ dàng giết người nhất. Phương Hàn luyện hóa một cánh tay của hư không chi tử, dùng Chu Thiên Nghi thôi diễn, cũng đã học thành một bộ phận của ẩn sát thần tộc, hiện tại thi triển ra, có thể nói là vừa đúng lúc. Sáu đại thống lĩnh thần tiên của đại quân thiên giới thoáng cái bị cắt cổ, Đồ Lâu bay lên mang theo vẻ mặt không tin, còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, một chảo của Phương Hàn đã bắt lấy cả Đầu Lâu và thân thể bọn chúng. Lập tức các loại tuyệt phẩm đạo khí từ trên thân thể đám người đều được dung nhập vào trong kình thiên trụ, khiến cho lực lượng của cây cột này được bổ sung rất nhiều. Sáu đầu thần tiên, cộng thêm một đầu thần tiên lúc trước, tổng cộng 7 đầu đều dung nhập vào trong kình thiên trụ. Cây cột cự đại càng lúc càng phát ra ánh sáng chói lọi, nhưng cũng chưa thể biến thành tiên khí, hiển nhiên lực lượng còn chưa đủ. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt một lần nữa bắn phá, lại phát hiện tại trận doanh đại quân thiên giới phía đông có 13 đầu thần tiên tụ tập cùng một chỗ, vận chuyển hạch tâm của trận pháp. Hắn lập tức thu liễm khí tức tiến hành mai phục, không ngờ lại thi triển ra đại mai phục thuật trong 3000 đại đạo, môn thần thông này được hắn hấp thu từ trên người một đầu thần đế. Hiện tại hắn đã trọn vẹn học thành gần ngàn loại trong 3000 đại đạo, đều chứa tại vũ trụ trong người, vận chuyển theo hàng tinh, hóa thành một đầu tiểu nhân cường tráng luyện tập võ đạo. Hừ, kẻ xâm nhập đã biến mất, không tốt, hắn đang mai phục. 13 đầu thần tiên thiên giới này đang muốn giúp đại quân thiên giới vây khốn Phương Hàn, thế nhưng Phương Hàn như thiểm điện đánh chết 7 đầu thần tiên, sau đó biến mất, khiến cho bọn họ không cách nào nắm bắt được bóng dáng của Phương Hàn. 13 đầu thần tiên này lập tức biết đại sự không ổn, mỗi người đều cần mật phòng hộ, nguyên một đám đều thi triển ra đại tiên trận bao vây lấy mình. Có một đầu cường giả thần tiên đỉnh phong thậm chí ánh mắt còn trở lên lạnh băng, đột nhiên phun ra một đạo chân ngôn tiên giới, lấy hắn làm trung tâm có mấy ngàn hư tiên chân tiên đều biến thành bột phấn, tự bạo rồi dung nhập vào thân thể hắn, khiến cho quanh thân hắn tản mát ra một tầng quang tráo óng ánh rắn chắc, tinh túy giống như bảo bối tạo hóa. Đây là một môn đại tiên thuật gọi là quần tiên chi giáp, cần hy sinh vô số hư tiên chân tiên làm cái giá, hy sinh càng nhiều người, lực lượng càng lớn, lực phòng ngự càng mạnh. Đám đại thống lĩnh thiên giới căn bản xem kẻ dưới trướng như cỏ rác, có nhiều hư tiên, chân tiên hơn nữa cũng chỉ làm đầy tớ mà thôi. Cuối cùng Phương Hàn đã biết vì sao nhân vật trường sinh bí cảnh đi thiên giới, thân phận còn thảm hơn cả nô lệ, tùy thời cũng có thể bị người bóp chết, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thiên giới cũng là một địa phương cá lớn nuốt cá bé, cũng không phải tốt đẹp như thiên đường. Phòng hộ của đám thần tiên các ngươi cũng chẳng khác gì là giấy đối với ta. Phương Hàn đột ngột hiện ra, hắn đột nhiên khẽ động biến thành 13 bóng ảnh, mỗi một đạo bóng ảnh đều mang theo lực lượng cuồng bạo, đánh ra các loại đạo thuật tuyệt diệu trong tài quyết thất thức lên đại trận mà 13 đầu thần tiên bố trí. Các loại đại trận phòng hộ lập tức sụp đổ, nhất là đầu cao thủ thần tiên đỉnh phong kia, hắn thét lên chói tai, quần tiên chi giáp trên người bị Phương Hàn nhất cử xé nát, thân thể nổ mạnh biến thành huyết vân. Kết thúc tập này ở đây. Mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem tiếp các phần sau nha.